Nhìn thấy lọ đường trong bếp của con dâu, tôi tức giận vô cùng và quyết định dứt khoát không chia đất cho con nữa. Tại sao con dâu lại đối xử bạc bẽo với mẹ chồng vậy? Con trai út của tôi làm việc và lấy vợ ở thành phố, sẽ không quay về quê nữa. Tuổi già của chúng tôi chỉ biết nhờ cậy vào vợ chồng con trai cả. Sau khi con trai cả lấy vợ, chồng tôi cắt cho một suất đất ngay bên cạnh để xây nhà. Các con tôi đều thu nhập thấp nhưng vẫn muốn làm nhà to để sau này không phải xây dựng lại. Khi nhà xây xong, vợ chồng tôi mới biết con có 500 triệu mà xây hết 1 tỷ không muốn con sống trong cảnh nợ nần nên chúng tôi quyết định cho con khoản tiền còn thiếu lúc nhận được tiền từ bố mẹ cho con trai cả rất vui và hứa sẽ chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ về già thật tốt tôi cũng chỉ mong con nói được và làm được nhưng con đã không thực hiện được lời hứa bởi con không còn trên đời này nữa nhà xây xong được vài tháng thì con tôi mất trên đường đi làm về ngày nhận tin tôi quỵ ngã và suy sụp một thời gian dài hai năm nay nỗi đau mất con mới dần nguôi ngoai và sức khỏe tôi được hồi phục từ sau ngày con tôi mất tính tình con dâu cũng thay đổi khá nhiều con dâu ít nói hơn đối xử lạnh nhạt với bố mẹ chồng thỉnh thoảng tôi qua nhà chơi thấy phòng bếp có nhiều trái cây mà không bao giờ con mời mẹ chồng ăn nhưng lại để hư rồi ném vào thùng rác ngày tôi nằm viện một tuần con dâu không lên thăm lần nào xuất viện về nhà con cũng chỉ qua chào không hỏi xem bà còn đau hay ăn uống được không chồng tôi nghĩ rằng con dâu đang giận dỗi vụ vợ chồng tôi cho con đất để làm nhà mà chưa sang tên sổ đỏ hai tuần trước chúng tôi gọi con dâu qua và nhắc con đưa căn cước công dân để bố mẹ đi làm sổ đỏ lúc đó con vui lắm và vội vàng về nhà chuẩn bị giấy tờ ngày hôm kia vì khát nước nên tôi vào bếp của con dâu lấy nhìn thấy nửa lọ đường mà tôi tức giận vô cùng trước đó một ngày tôi kho cá nhưng hết nước hàng và qua nhà hỏi con dâu để xin thế nhưng con nói không bao giờ dùng thứ nước hàng đó tôi liền hỏi xin ít đường về thắng lên làm nước hàng nào ngờ con nói đường cũng hết vậy là tôi phải đạp xe hai cây số đi mua nước hàng về kho cá khi nhìn thấy trong bếp của con dâu có cả lọ nước hàng và nửa lọ đường mà tôi giận vô cùng tôi về nhà kể hết mọi chuyện với chồng và quyết định không tách sổ đỏ cho con dâu nữa chúng tôi chăm sóc cháu và bù đắp cho con dâu nhiều thế vậy mà tiếc với mẹ chồng mấy thứ rẻ tiền bây giờ chúng tôi khỏe mạnh mà con đối xử tệ thế vậy sau này mà già yếu rồi chắc gì đã nhờ và được chúng tôi đang phân vân là ngôi nhà do vợ chồng con trai xây bây giờ mà không sang tên nhà cho con dâu thì có ổn không mọi người cho tôi lời khuyên với